Thưa quý vị, chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, việc thực hiện kết luận số 21, kế hoạch số 415 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy tổ chức đảng của thành phố Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả kết luận số 21, kế hoạch số 415 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện kết luận số 01, trọng tâm hướng về cơ sở với việc đổi mới, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong đó, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai các công việc phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Bộ phận thường trực Thành ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các tập thể cá nhân diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, theo dõi, nắm tình hình, kịp thời làm việc, góp ý điều chỉnh phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc ở một số cơ quan, đơn vị khi có dư luận. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hội nghị xác định thời gian đến, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị cần bám sát kế hoạch số 415 và chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Bộ phận Thường trực Thành ủy để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đạt kết quả kết luận số 21 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đồng thời tăng cường công tác, nắm bắt, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với quy định của đảng và tình hình thực tế địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân định kỳ, đột xuất, triển khai có hiệu quả đề án cải cách hành chính trong đảng.